Đây, chào tất cả các bạn nha. Mình rất vui gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay của mình. Ngày mới chúc tất cả các bạn được vui vẻ, làm ăn được nhiều may mắn trong công việc nha các bạn. Bẫy này á, bẫy đầu tiên của mình bác. Đợt trước nè các bạn, mình thăm mà dính con cặp cá hổ đó. Nay vô thăm coi sao. Gì giấu xình đất thì không người ta. Chuyến nè, chuyến trước mình thăm dính cặp thiếu chuột cái lùm bẫy này nè. Cái mình bữa đó mình đi bỏ chuột cái mình vô mình coi thử sao bữa nó vô với dính con nữa, con cũng gần ký rồi. Bữa nay thọc rồi bạn ơi. Ôi chết chuột rồi, trời ơi uổng không. Rá sát rồi các bạn ơi. Rồi, thua. Cái đầu tiên thua rồi. Giờ thế mình để cái bẫy phụ vô rồi. Rồi, ngưng các bạn ơi. Rồi, tới cái tiếp theo luôn các bạn ơi. Mình tính dời mấy cái qua bờ, mấy bờ bên đó đó. Mà làm biến lội quá. Mệt quá. Càng bịch quá làm biến lội. Mấy cái này thăm mấy chuyến hai rồi không dính các bạn. Đi chuyến à chứ. Lùm bẫy này mới thăm có 1 chuyến à. Chuyến này chuyến thứ 2. Ê. Vô kèo mấy bạn ơi. Hổ hành. Ý gì nặng dữ vậy? Ôi trời ơi. Chết con ỉ mẹ ơi. Trời trời trời. Sao có tình trạng này? Con hổ hành, con hổ đất. Trời trời. Ôi trời ơi. Quá chừng đã rồi. Ôi trời, hổ hành tổ bị mẹ. Ủa sao hổ đất nó vô nó không cắn ta? Sao có vụ mạng này nữa ta? Nó giờ chưa thấy à. Trời trời. Hổ đất bự lắm mấy bạn. Mà thêm hổ hành cũng bự luôn. Đó, trời trời, quá chừng rồi, ngộ thiệt ta, hổ hành này cỡ, chắc có 600g đó, 500-600g nữa vậy, em bạn. Sao mà có vụ hổ hành với hổ đất mà chung nữa, kỳ lạ nha, lần đầu tiên mới gặp trong đời nha, quá chừng êm rồi, vô cái kèo này là, kèo đã luôn rồi. Rồi cầm lên nặng tính đâu. Con mà nó gì mà nặng dữ chứ. Hai con. Đó. Đã chưa. Nè hổ hành nó bay lớn nè. Chứ nhỏ đâu. Nó nhỏ hơn hổ đất thôi. Chứ nó cũng nằm nửa ký ăn lên. Không lẽ con hổ hành nó vô. Nó không ăn con chuột được. Rồi con gắn hổ đất nó mới vô. Có lẽ gì quá. Rồi tạm ngưng bạn ơi. Trái nắng mấy bạn thông cảm bạn ơi. Đây chỗ này không có chỗ bắt thì nắng quá à. Bạn thông cảm nha. Quá chừng êm rồi mấy bạn ơi. Cái xuống gì đây. Đã chưa từng thấy. Chưa từng thấy không á. Đó giờ đâu có khi nào mà vụ mà vô con hành con đất đâu. Trời trời, chết mẹ, đúng gắt giá. Ui. Banh hết trơn các bạn ơi. Gì à, cắn quá. Cắn lỡ đuôi luôn. Chưa. Bạn hết ra. Bắt con này cái mày hết ra.
đó đã rồi bạn ơi. Con này chắc trên ký quá. Con này tầm trên ký các bạn. Rồi đứt cái hôm mà. Vậy mà đứt dây hôm luôn các bạn ơi. Chung ra. Chung mà không chịu chung nữa. Nè. Nè bé lớn nè. Bự nha. Dĩa nè trời. Bự nha chứ không có nhỏ nha bạn. Đó. Nửa ký ăn lên. Quá đã. Quá đã mà cũng quá ngộ luôn nữa. Mới thấy luôn á. Lần đầu tiên á, đầu tiên trong đời mới thấy luôn á, quá phê rồi các bạn ơi. Hai con rồi mình tạm ngưng đây các bạn ơi, tiếp theo quay tiếp các bạn xem nè. Nó vô nó quậy, nó quần, nó tính lấy cả bẫy mình nữa các bạn, nó quần sập lép hết trơn. Rồi nó gặp cái tình trạng này cái bắt đầu là nó bỏ rồi nè, chứ không thôi nó lấy rồi nè, các bạn thấy không, thấy chưa, thấy ghê chưa, không biết có bị cắn không nữa mà kìa bỏ chạy nè. Đó, lội ra khúc gì đó bây giờ nè, vô đây lấy nè, vô đây lấy bẫy mình nè, gặp gì đây bỏ nè. Ghê không? Đó, mình thấy nó quần banh chạnh hết trơn, mình tính đâu rồi cái gì vậy? Ai nhẹ vô gặp gì đây nè. Mình ngưng bạn ơi, để mình xử lý coi. Con cái nữa bạn ơi. Cái này gần đầu xe. Con người. Con người. Gần đầu xe. Ê. Hành. Đây. Ba hành gì? Ép. Rồi, mình ngừng xe thôi, ngừng. Rồi, tới cái tiếp theo. Các bạn ơi. Cái này đợt trước mình dính con. Khổ hành nhất. Cái này đợt này vô lụm nữa không? Giá trời đụng con hành nữa coi. Hành nữa cho sướng coi. Như có cứt hay gì ta. Xa quá mình thấy không rõ. Giá trời. Nặng coi. Nặng coi. Rồi xe đại ca ông nội ơi. Trời ơi. Đại ca. Ca hơi nhỏ. Ông bự. Để ca bự đi. Gì đó nhưng mà lung tung hết trơn nè. Đầu này đầu kia nữa. Ca nhỏ bạn ơi. Ê, cái có là được à. Rồi mình ngưng lát bắt ra sao. Để bể phụ vô bạn ơi. Bên đây mình có một cái nữa mấy bạn ơi. Cái này chuyến trước cũng hút một con đại ca nè. Con đại ca cũng hơi nhỏ nè. Bây giờ hút cái nữa coi. Hút hàng cái nữa cho sướng coi. Hút hàng cái sướng cái coi. Mình thấy rồi. Mình thấy cực, mình thấy đái rồi.
rồi, không có rồi bạn ơi. Còn con chuột rồi bạn ơi. Rồi mình bắt nó ra mấy bạn ơi. Bắt con hành ra trước đi. Ối, ối chuột. Hành này mới vô bạn ơi. Thúi quá. Đây, hành cũng ngon lắm bạn ơi. Đó. Thấy không? Quá êm này. Nhì à. Nhì ngon lành. Ui, chúng vô. Mày à, chúng vô hả? Chúng vô. Không chú vô hả? Không chú vô hả? Ốm quá bạn. Gắn hoa hành sao dùng dùng vuông nó ốm hơn dùng dùng vườn ruộng. Nó dài nhằn nè. Con nào nó dài nhằn thì còn dùng ruộng nó mập ú nu khúc khúc khúc. Ta đã hai con hổ hành. Cái con đại ca đây. Đại ca đây các bạn ơi. Đại ca vàng. Đó, phùng đẹp không? Đó. Và đã. Sướng. Trời ơi, chung ra. Chung, không chịu chung. Chồng, ok. Đẹp quá. Quá êm. Để mình nó thăm cái luồng 7 nữa nó là dính con cũng cả ký rưỡi á. 7 nó bữa nay vậy là có lý rồi. Không biết được mấy con đây không biết là được con ký rưỡi. Cái này 7 thì bữa hổm người ta đạp xẹp lép mình sửa sơ sơ lại nữa bạn. Đạp xẹp hết trơn. Sơ sơ lại đặt đại chứ bỏ uổng. Rồi, mình các bạn ơi. Đây mình có một cái nữa bạn ơi. Cái này trứng trước dính một con. Cái không có chuột thai. Ý có mình thai chuột cái trứng sau mình đi cái thai chuột á. Mình vô mình coi cái dính một con nữa. Cái trứng này nó có không? Chắc không có. Không thấy gì hết rồi, tay à. Dính bạn ơi, sao thì kẹt đầu. Kẹt đầu vẫn còn chuột hơn quá. Mới kẹt à, còn chuột à. Rồi rồi, lý có lý, lợi con chuột. Rồi, để mình ngưng. Ây da, kiến cắn. Ngưng thế bể phụ.
đây mình có những con cái nữa bạn, cái này chuyên gọi là dính con, hàng tự mình thấy gì gồm gác, gồm gác là không mê, còn không được. Đây mình có một cái bạn ơi, mấy lộ này kiếm hột hành, hút hàm cái hút hành khủng rồi coi, ê có cứt nha, ê thấy luôn, có lý, trời ơi, có lý bạn ơi, vô kèo hành, thôi trời hành chắc nhất quá, 600-700 gram á, không nhất thì cũng khỏi 600 gram đó mấy bạn ơi, quá ngon rồi, quá ok rồi. Đã. Rồi để mình đặt bẫy phụ vô rồi lát mình bắt cái sau. Đây mình có một cái nữa bạn ơi. Phía trước cái này nó cũng hút con đại ca. Khúc cuối này là chuyến trước là hút dữ dằn lắm, dính lia kia luôn. Chuyến này không biết sao đây, vì mình mới bỏ chuột mấy ngày nay à. Hết chuột, chuyến trước nó thiếu chuột rồi mới bỏ. Mấy ngày chưa chắc cú, không biết sao đây, hình như thấy có cứt trắng này, chắc hổ hành quá, đĩa này mé nè bạn, đó nghe trắng bây giờ rồi, hình như hơi nặng ý, chết mẹ không, không phải hổ hành mà đại ca. Cha, không phải hổ hành, tính hổ hành chứ. Cha, để cá nhỏ, dính là được đó. Thôi, mình ngưng mình thay bể phụ vô bạn ơi. Trước mình cũng dính ăn con, cặp chứ con gì. Trước đẩy cặp hổ hành, đặt gần lỗ nè. Đó, vô đây. Chuyến này lụm không? Hút hàng cái xuống nữa rồi. Đẩy một cặp cái nữa là ok luôn á. Rồi, cũng thấy sức rồi. Còn chuột thơm. Rồi, mình bắt nó ra bạn ơi. Bắt đã rồi mấy bạn ơi. Này chúng nữa rồi, đó, chưa à? Vô kèo rồi bạn ơi, kèo rồi các bạn ơi, phá đã rồi,
có không được bự. Đấy, kiếm tiền chuột. Rồi, tạm ngưng mình thăm tiếp còn mấy cái êm lắm bạn ơi, 6 cái nữa. 5-6 cái gì à? Mấy cái ở nhà quan đã lắm, chứ rồi dính đó. Tiếp theo đây cái nữa bạn ơi. Cái này cặp dắt nhà quan để rồi dính con này. Hút con đại ca nè. Chiếc này coi sao đây. Hút nữa không? Chung vô. Có lòng. Có lòng. Dạ. Khóa lắm. Hút coi. Rồi nhà tay à. Trời ơi con chuột. Chuột cống ác trà bá nó vô không nổi ơi. Xử chuột mình ơi. Cho mẹ ở đây luôn. Bỏ lúa vô cho nó ăn luôn. Mình cũng tổng kết luôn mấy bạn ơi. Mấy khu nhà quan này không dính rồi mấy bạn ơi. Bữa nay thua rồi, không dính rồi. Đây con đại ca này cũng tầm hơn ký bạn. Con này nãy dính cặp với con hổ hành à. Còn túi hổ hành này cũng mấy ký à. Túi này ngon 4-5 con. Đó. Dưới đây. Đây hai đại ca nhỏ nữa. Bữa nay mình được nhiêu rồi bạn ơi. Cũng ấm lắm. Mấy bạn đồng nghiệp mình đặt người này thất người kia dữ lắm mà mình đặt gì đây là chắc cũng đỡ lắm rồi đó nha mấy bạn. Thấy ai cũng gên thang là thất đặt không có người kia, nhưng mình gì đây là mình thấy cũng ok rồi bạn ơi. Rồi bye bye bạn nha, hẹn bạn clip sau đi. Chúc cả tất cả các bạn là xem clip vui vẻ nha, nhớ đăng ký ủng hộ kênh mình bạn ơi.